buổi sáng tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Sunny Dương. Và ngày hôm nay là một vlog rất là đặc biệt, đó chính là đi học phụ huynh cho Bôn và Ni. Thì như thường lệ, tụi mình sẽ chia nhau ra, anh Chuối thì sẽ đi học cho Ni, còn mình thì sẽ đi học cho Bôn. Mình hy vọng là kết quả nó sẽ thật là tốt đẹp gì đó. Tại vì thằng Bôn thì mỗi lần mà đi học cho nó giữa kỳ thì lúc nào cũng nghe feedback của thầy. Cái vấn đề nó nói chuyện mình không hiểu lý do tại sao mà Bôn nói chuyện quá là nhiều. Ok, và bây giờ mọi người sẽ cùng mình chuẩn bị để cùng đi học phụ huynh nha, chứ không là trễ giờ, để xem thử một ngày đi học phụ huynh của mình sẽ như thế nào nha. Đi thôi. Mọi người ơi, tụi tôi đi học về rồi và kết quả cực kỳ mỹ mãn đó mọi người ơi. Bôn với Ni đều là học sinh tiên tiến. Ni thì được gì xếp hạng thứ bao nhiêu? Hạng 19, điểm trung bình là 7.9, gần 8 điểm luôn. Mình chỉ coi được cái kết quả của Bôn thôi là Bôn học sinh tiên tiến. Tại vì môn tiếng Anh của Bôn nó rất là thấp luôn. Tụi mình sẽ cho Bôn với Ni đi học thêm tiếng Anh vào đợt hè. Nhưng mà trước khi mà học thì tụi mình sẽ cho tụi nhỏ đi về quê trước. Nhưng mà để kiểu mà gọi là có một món quà để tạo động lực cho tụi nhỏ thì tụi mình sẽ dắt tụi nhỏ đi du lịch. Đây, em nghĩ là em sẽ học sinh gì? Hả? Không biết. Em học sinh tiên tiến á. Yêu. Bon. Tại sao học sinh khác mà lại ngủ trong lớp nói chuyện nhiều là sao? Sao cái con trai gì mà nó có miệng nói chuyện dữ vậy? Ai biết đâu. Nhờ học tốt rồi đúng không? Có sao đâu. Vẫn còn yếu muốn tiếng Anh nha. Thầy tiếng Anh phê bình là học rất là yếu luôn á. 11 giờ rưỡi rồi bạn ơi, và hiện tại là tụi mình chuẩn bị có một chuyến đi du lịch Hồ Tràm. Đây là lần đầu tiên mà tụi mình đi Hồ Tràm luôn bạn ơi. Trời ơi, mưa ngoài đang rất to luôn nha mọi người. Và vẫn cảnh tượng cũ. Bé Gốc phải ở nhà. Ở nhà buồn nha. Ở nhà buồn nha, no. Các bạn ơi, và hiện tại là bây giờ khoảng tầm đâu đó 1 giờ rưỡi và mình vừa tới Melio Hồ Tràm. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi vô một cái khu riêng để nhận phòng villa chứ không có nhận phòng ngoài đây. Chị nào làm thủ tục thì mình ngồi ngoài này giúp em nha. Sau khi check in xong thì hiện tại là tụi mình đang có mặt trong một cái phòng chờ có tên là The Level. Thì phòng chờ này sẽ có thức ăn nè, đồ uống nè. Ok, nãy giờ đi một vòng là tụi tôi lấy đồ ăn nước uống rồi. Trong cái phòng chờ này là được phục vụ cái này gọi là giống như là welcome ring đó mọi người. Nhưng mà chỉ ai book phòng villa thôi, ai book phòng villa mới có này thôi. Đúng là nước uống detox. Khó uống. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi xe điện về villa nha mọi người. Nãy giờ thì ngồi trong phòng chờ ăn quá trời bánh luôn đi. Lấy quá trời bánh ăn mà ăn no luôn. Hồi trưa lúc mà mình đi xuống dưới đây á thì mưa rất là to. Kiểu mà mưa nặng hạt luôn á, mưa to lắm. Nhưng mà đi xuống dưới đây á thì lại nắng nè. Bắt đầu lên nắng rồi nè. Nên là giờ này chắc là chụp hình đẹp. Giờ này chụp hình đẹp, với là mình nghĩ là mấy đứa tụi này nó sẽ về thay đồ mới đi tắm biển hay tắm hồ luôn đó. C27A, ok, đây là căn villa của tụi mình. Rồi ok, và bây giờ chúng ta tới tiếp một review villa. Bỏ thẻ vô. Căn này á là lúc mà mình book á là 9 triệu mấy á, là dành cho 4 người, xong rồi tụi mình đi đây 5 người cho nên là chạp thêm một người tầm khoảng 2.6. 2.6 nè. 2.6 á. Là thành cái phòng này phải là 12 triệu, gần 12 triệu. Đây là phần thưởng dành cho Ni với Bôn. Đã cố gắng cho một năm học và học sinh khác. Ghê. Đây phòng khách. Trời, nãy giờ đồ của tụi mình đang để vô quá trời luôn. Rất là nhiều đồ nên để trên cái bàn này. Ở đây là sẽ có một cái bếp và một cái tủ lạnh. Sao? Phòng tắm. Kiểu một cái phòng kiểu là phòng ấy á. Không phải phòng master là kiểu là phòng thường nha mọi người, phòng thường nhưng mà có cả bồn tắm. Kiểu mà nhìn rất là chill luôn á. Ủa sao không bọn đi cửa đó vô được à? Có hai cửa nữa. Đù. Phòng tắm này hai cửa. Rồi, ai có vàng cái dòng thì để đây nha. Đấy.
Rồi, đây chỉ là đồ. Ủa, này là gì ta? Ờ, có cho dép mình nè. Bảo kính mời à? Kính lặng luôn à? Không, này, cái này kính lặng à? Không phải, đồ bịt miệng. Bịt miệng thở à, chứ đâu có phải... Là sao? Không, này là cho là... độc à, mà. Không độc. Không độc, độc nó bị gì mà. Không, mà tao nghĩ là cái này là đi bơi á. Không độc trời. Tự nhiên là bị cái gì xong rồi bịt lại á, hiểu không? Có một cái vậy. Ờ, má là một chỉ có một người sống. Ok các bạn ơi, thay đồ rồi và bây giờ quẩy thôi. Ừ. Tránh đó. Nãy giờ sau khi bơi một hồi thì bây giờ tụi mình sẽ ra biển bơi tiếp, tắm biển xong rồi ra hồ bơi bự coi như thế nào. Tụi mình vừa tìm được trái banh mấy bạn ơi, và bây giờ chơi đá banh nha. Ôi, lẹ lẹ lẹ. Trời ơi. Chơi đá banh mệt mỏi rồi đi rượt trái banh, nói chung là hai đổ không vô được trái nào. Thì bây giờ mọi người quyết định là đi tắm biển nha mọi người. Bình thường ở quê mình nha Nha Trang mình sống cuối này là không có được xuống tắm đâu, tại vì sợ sóng thì cuốn đi á. Ôi sao bữa nay sóng to quá ta. Hôm nay sóng rất là lớn nha, biển rất động. Xong rồi hồi đi tắm biển thấy nước lớn quá thì hiện tại là tụi mình đã di chuyển qua khu vực hồ lớn. Nhưng mà nước ở đây nóng lắm nha mọi người. Mình không biết là có phải hàng sau lưng nó mới đáy không. Nhưng mà nước cái hồ này đúng nóng luôn á. Đây là mặt Ni sau khi mà tắm xong. Môi này thiếu đi những nụ hôn. Mồ khô lắm luôn. Tới đây thì tụi mình sẽ đi ăn ngoài nha mọi người. Lúc đầu mình là sẽ ăn trong khách sạn, nhưng mà khi mà xuống dưới đây á, thì mấy chị Lễ Tân recommend cho mình là sẽ đi ăn ở ngoài cái khu chợ đêm gì. Chợ đêm cái gì đấy mà nó có rất là nhiều quán hải sản, cho nên là tụi mình sẽ đi ra đó để ăn thử. Sẽ tìm một cái quán gì đó legit để ăn thử để có thể review cho mấy bạn. Tụi mình vừa bốc taxi tới quán Mỹ Lệ. Thì này quán này là do bạn Tiếp Tân, do bạn Lễ Tân recommend. Thì ok, và Sunny bên trong đang lựa hải sản mọi người. Wow! Đồ ăn ở đây á, thì tụi mình có gọi là một món tò lâu nướng mỡ hành. Một cái lẩu hải sản thập cẩm thì có rất là nhiều món. Lần đầu tiên mình thấy lẩu hải sản mà có cả ốc nè. Rồi có cả tôm. Không biết nữa, nói chung là ốc giác, nhiều loại ốc. Đúng rồi, chứ không chỉ mỗi mực hay là tôm. Rồi bên đây thì mình có kêu thêm hai con mực ống để nướng. Kiểu mà nướng nướng muối ớt, nướng mọi. Đây là siêu hấp thái. Và đây là cái gì đây? Ốc tỏi nướng mỡ hành. Đấy, tụi mình kêu sơ sơ như vậy thôi để ăn thử. Nếu mà còn đói thì có thể kêu thêm. Giòn ngọt. Mực tươi mọi người. Nãy mình kêu mình lấy hai con mực này là mực tươi á. Mực ngọt ha. Ủa cái này giống như là một nước mọi vậy ta. Nước mọi ha. Nước mọi. Đó nước mọi á. Nãy em kêu nước muối ớt hả? Thôi lỡ rồi. Mực rất là tươi, rất là giòn mọi người, rất là ngọt. Mặc dù là mình thấy nước đá không có còn bơ như nãy mà nó vẫn còn ngọt. Giới thiệu với mọi người, đây là anh mình nha. Vừa là anh của mình mà vừa là editor của mình luôn. Mọi người rất là ngại lên máy. Lơ editor nhớ lơ anh này nha. Tối mai đi ăn về xong thì mệt quá mọi người, cho nên là tất cả các thành viên trong gia đình đều đi ngủ sớm luôn. Tụi mình đi ngủ sớm tại vì hôm qua bơi nhiều quá cho nên là mệt, nên là sáng nay tụi mình đã dậy hơi trễ một tí. Bây giờ là 9:30 và bây giờ tụi mình sẽ đi ăn sáng nha mọi người. Trong lúc mà mấy đứa nhỏ đi lấy đồ ăn thì bây giờ mình sẽ đi khám phá thêm thử là đồ ăn ở đây có cái gì. Cái món mà món nóng á. Xôi, cá cảo. Ủa, bánh xe.
bánh bao kim sa. Bánh bao kim sa bên trong có trứng muối á, trứng vàng dại á. Có đùi ếch xào xả nè. Đây là món tây. Rồi là bạch đùng ngọt với cây. Hai đứa ăn món gì vậy? Bánh xèo. Bánh xèo, đây bánh xèo á. Kệ. Đây cho mọi người xem đồ ăn của mấy đứa nhỏ là lấy nha. Ở này phần của ni nè. Này là phần của chuối. Này phần của tôm. À. Bánh xèo. Có nước qua bên đó là em qua lấy đi. Đi qua lấy nước ra đúng rồi. Đầu tiên mình thấy trong một cái quán buffet đó mọi người. Chỉ vào đồ ăn sáng trong khách sạn có cái bánh bao kim sa này. Và mình rất là thích ăn bánh bao kim sa nên là mình lấy một cái. Mình rất là mong chờ cái này. Nhưng mà nó theo cái như phỏng đoán của mình nha. Lúc mà nhấn vô nó sẽ kiểu nó lung lung xuống. Tại vì bên trong nó là nước mọi người. Là chắc kim sa là nước rồi cái bánh này nó khô quá. Nhấn vô không có cảm giác gì hết. Nên mình đoán là nó không ngon. Mình đoán nó hơi su su nha mọi người. Đặt rồi. Uống này phải phim sao cho nó lại đỏ chiếc vậy? Đặc mà nó không có chảy. Nhưng mà cái này cái là bạc kim sao cho nó đỏ chiếc vậy? Đó kim gần. Đó kim gần rồi. Cái nhân nó quá là ngọt. Nhân nó bị ngọt quá mọi người. Nên là ăn thật cảm giác mình ngán. Và cái nhân nó không có chảy đặc quyền rồi. Nếu mà phụng đấu mình quá là xuông. Ok các bạn ơi, và hiện tại bây giờ 12 giờ rưỡi và tụi mình sẽ trả phòng và về lại Sài Gòn. Bây giờ là tạm biệt Hồ Tràm. Tối nay là tụi nhỏ nó sẽ về lại Nha Trang. Từ từ, anh bỏ cái túi này lên. Cái này là của mình luôn hả? Anh cầm giùm em, bỏ vô trong giùm em. Rồi ok, để mình lên xe. Dạ ok. Bỏ dưới hết đi em. Quên quay, tại vì đói quá nên là quên quay rồi ra bến xe luôn rồi. Vậy đâu đây? Đi Trang hả? 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 Vlog của mình đến đây là hết rồi. Thì mọi người vlog mới